này là mình đang đi về hướng cao tốc Sài Gòn Trung Lương các bạn, cái đường dẫn vô cao tốc. Thì ở đây nó có cái bảng hướng dẫn là nó có ba lane, lane trái ngoài cùng là có một chiếc xe ô tô các bạn, cái đầu cái hình vẽ cái đầu xe ô tô á, và xe buýt xe tải là lên giữa cũng giống nhau các bạn. Như vậy là cái hai cái lane này là hỗn hợp, xe tô xe con xe tải xe khách đều chạy được hết, còn lane trong cùng là dành cho mô tô xe máy và xe thô sơ. Mà lý do gì không biết, bữa hổm mình đi Vĩnh Long á, mình đi qua đây thì mình chạy cái lane bên trái ngoài cùng á thì lại bị công an nó quắt nó thổi vô các bạn, nhưng mà mình không có dừng lại, mình chạy luôn, mình đâu có lỗi gì đâu dừng đó. Thì các bạn thấy chiếc ô tô này nó cũng đang chạy cái lane trái ngoài cùng này nè, nó đâu có bị gì đâu, người ta cũng đi thường ta biết mà. Thì nó có bản hướng dẫn hết các bạn, mình đi đúng bản hướng dẫn thôi. Mà anh này yếu thì nó hỏi vô thì tốn tiền cà phê thôi, chứ mình thì mình không có lỗi gì hết, mình chạy luôn thì nó cũng không có dí theo. Thì hôm nay mình đi về miền Tây, mình đi ngang đây, mình quay lại cái biển này cho các bạn xem, để các bạn cãi ra mình là cái lane đó là dành cho xe công với xe tải. Thì những cái bảng mà có cái hình xe ô tô á, cái đầu xe ô tô là lane hỗn hợp các bạn, ô tô mình đi được hết. Rồi tới đây tiếp tục lên đường các bạn. Bảy giờ 50 các bạn ơi, đã tới cầu Cần Thơ rồi. Giờ mình đi Hậu Giang các bạn, xuống Hậu Giang chơi. Đi hồi 3 rưỡi sáng mà giờ này mới tới Cần Thơ à, mới Cần Thơ à, chạy như 4 tiếng rưỡi. Giờ có đứa nó nói chạy 3 tiếng rưỡi hay quá, mình chạy không nổi. Già yếu rồi sao?
7:50 các bạn ơi, đã tới cầu Cần Thơ rồi. Giờ mình đi Hậu Giang các bạn, chú Hậu Giang chơi. Đi hồi 3:30 sáng mà giờ này mới tới Cần Thơ à, mới cầu Cần Thơ à, chạy như 4:30. Giờ có đứa nó nói chạy 3:30 hay quá, mình chạy không nổi. Dạ yếu rồi sao. Lúc trước từ nhà mình đi xuống cầu Cần Thơ mình chạy là 4 tiếng, bây giờ chạy 4:30, càng ngày càng già càng yếu rồi các bạn, hết chạy nổi rồi. Thôi 8 giờ tới đây thì cũng được, tại nó đi chơi mà bạn, chạy quá mệt nguy hiểm.